Môi trường nắng và nhiệt độ cao khiến mắt bạn luôn bị căng. Môi trường làm việc thiếu ánh sáng và bụi bặm làm mắt bạn bị căng. Mắt là một trong những giác quan quý giá nhất. Nó là cửa sổ để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đôi mắt rất dễ bị tổn thương tự nhiên và bị tổn thương từ tia UV. Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã phải lao động rất vất vả trong môi trường rất khắc nghiệt để kiếm từng đồng tiền nuôi dạy anh em tôi khôn lớn. Tôi ước bây giờ mình có thể làm một điều gì đó cho họ. Maxi Visual Car cung cấp một số chất bổ sung chất lượng cao với các thành phần hoạt tính có hiệu quả trong việc hỗ trợ chức năng thị lực của mắt. Từ khi về hưu, mắt hai vợ chồng tôi rất kém. Tuy nhiên, sau khi dùng Maxi Visual Car, mắt vợ chồng tôi đã cải thiện rất nhiều. Tình trạng sức khỏe của bố mẹ tôi hiện tại đã cải thiện rất nhiều rồi. Ngoài ông bà ra thì tôi cũng đang sử dụng sản phẩm Maxi Visual Guard để phòng ngừa các nguy cơ về giảm thị lực. Gia đình tôi rất hài lòng về sản phẩm này.